Chào các bạn, đời hiệp lữ một tay một kiếm, chém tan bao ác hiểm thế gian, tung hoành đại mạc hoang nhan, một thanh nhiệt kiếm trừ gian diệt tà. Hôm nay sẽ là một vận đấu siêu độc đáo, để từ một hình cờ như sóng yên biển lặng, nhưng đã tự mình buông thua tức tuổi sau khi tự nhận ra cú lừa thế kỷ này. Một lần thua đau tới hận cả giang sơn. Ván cờ diễn ra trong giải muộn màng giáp cấp liên tái của năm 2020, một năm đầy tai ương và những điều không may cho nhân loại, đó là vận đấu giữa Lưu Tuấn Đạt và Từ Sùng Phong. Trong đó Lưu được cầm đò, trung pháo ngay. Từ lúc này nhảy chính ngựa, Lưu phát triển mã, Từ bình xe. Sau khi Lưu xuất xe, Từ đã chủ động binh bảy tiến một trước. Lưu thấy vậy đã tiến xe qua hà, những nước cờ rất cơ bản của hệ thống khai quân trung pháo đối mã bình phong. Từ lúc này mã hai tiến ba, Lưu bên đối binh cuộc và Từ quyết định tả mã bàn hà. Lưu vẫn rất bình thản, đây là lối đánh rất chính quy, mã còn lại phát triển gấp. Từ Sùng Phong đã chính thức lựa chọn một biến hóa rất đa đoan và tồn tại những đường cờ tấn công quyết liệt là đưa xe phải hoành gấp. Thấy vậy, Lưu Tuấn Đạt đầu tiên là bình xe chốc thẳng ngựa để giải tỏa áp lực của chiến mã này bằng việc khởi binh bảy vừa xong. Lúc này bắt buộc rằng Từ phải lao lên phía trước, tiện đường đạp thẳng vào chốt. Thấy vậy, họ Lưu đưa mã để bàn hà. Nước cờ này có một tác dụng hăm dọa vào thẳng giữa trung lộ, mà thông qua đó Lưu vẫn giữ vững nước tiên thủ của mình. Thấy vậy, Từ Sùng Phong bần tiến xe một để liên kết. Một nước cờ cũng rất quen thuộc, hàm chứa những dụng ý sâu xa, vừa có thể binh chủ lực ở vị này kích đấu ngang, hoặc là tạo căn chiến pháo, tránh đòn phong tỏa ngược lại của nước xe 4 sẽ bình 2. Còn về phần của mình, hiển nhiên rằng Lưu Tuấn Đạt chẳng thể nào đơn giản dùng mã chém chốt để xác lập trung pháo từ đầu, tại vì rằng lúc đó Từ Sùng Phong lại có một đòn đánh trả rất hữu hiệu, lấy mã 7 tiêu trừ trung pháo và gây ra những sự hăm dọa còn ghê gớm hơn như chiếu tướng để bắt trắng chủ lực, và cũng như còn thủ sẵn một đòn pháo 2 tiến 1 tạo thành một thế kiềm chế giữa trung lộ, giữa mã và xe của Lưu. Cho nên đây là một hình cờ đôi bên sẽ tranh đoạt nhau trong từng nước đi một. Họ Lưu tiếp tục bổ lấy trung sĩ, Từ đầu tiên là bình xe để kích đấu ngang, mục đích là giải tỏa áp lực, tại vì rằng đây là chủ lực mạnh nhất đã được Lưu đơn cử ngay từ đầu để tạo ra những sự quấy rối nhất định về hình trận của mình. Cho nên, nếu như đạt được mục đích thông đổi, họ Từ sẽ có phần nào dễ bề đối phó hơn. Cho nên tới đây Từ đã xách xe, chạy sát ra biên ải, đóng thẳng vào chốt. Lập tức Từ Sùng Phong, pháo 2 vẫn tiến 1. Có vẻ như Từ Sùng Phong đang rất cẩn trọng trong đường cờ của mình, ra sức để cố thủ trung binh. Nhưng thực ra, chỉ cần một nước cờ tiếp theo mở binh lộ 3 thông đổi, chắc chắn lấy pháo lộ 2 truy kích chủ lực, thừa cơ để đưa binh 3 âm thầm vừa xong, chắc chắn rằng Lưu hoàn toàn mất đi vị thế tiên thủ. Cho nên Lưu đã chẳng ngại ngần lấy mã đạp chốt, và hiển nhiên sự hài lòng đã hiện rõ trên khuôn mặt. Đường cờ của đen gần như bước bí ngay tại đây, tiếp tục Từ Sùng Phong bổ trung tượng. Cũng là việc phòng thủ ở trung lộ, nhưng nước cờ này sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bổ sĩ, tại vì lúc đó song xe khó để hoạt động hơn. Ngoài ra, đây cũng là một cách hay để đợi chờ thời cơ. Biết trước được rằng với hình cờ này, kiểu gì Lưu cũng phải đưa thêm quân viện binh. Còn đơn ngựa và đơn xe, mặc dù chiếm cứ những con đường quan trọng, nhưng rất khó để tác chiến về sau. Lựa chọn của Lưu Tuấn Đạt là rời bước đổi hình, pháo 5 lại bình 7. Vừa còn ám phục bổ trung tượng và xuất gấp tả xe. Thấy vậy, Từ Sùng Phong đã bình chủ lực trước. Lưu lúc này vẫn vậy, tượng 7 tiến 5. Từ lúc này đã có một phi đao, cắm pháo một mạch vào trận địa của đối phương. Bắt buộc rằng Lưu sẽ phải nao núng trong những đường cờ của mình. Hệ thống phòng thủ vô cùng chỉnh tề, nhưng chỉ cần một nước cờ nữa, toàn bộ sẽ phải tan rã ngay. Đó là gì? Mã 7 sẽ lao lên đường biên để ngọa tàu, cực kỳ vất vả. Cho nên, lập tức phải phòng thủ từ trước, Lưu Tuấn Đạt bần bình xe. Nhận thấy rằng đường cờ có chút biến chuyển và khởi sắc, Từ đã đưa thêm quân viện trợ, tiến xe lộ 4 để áp cừu. Chỉ qua một cái chớp mắt,
nhưng Từ Dùng Phong lập tức chớp thời cơ đưa toàn bộ quân vào vị trí linh hoạt. Đầu tiên là tiến phá bịt eo tường và kịp thời cũng nhận ra một điểm yếu lúc này của Lưu Tuấn Đạt là sông pháo đang còn bị chen trúc rất khó chịu. Cho nên Từ đã chủ động cắm xe, vừa phục có thể bình qua để quấy rối ngay. Thấy vậy họ Lưu chẳng ngần ngại mà đưa xe bình vào đường bày, xuất động để tạo căn rất tự nhiên. Từ quyết định điều xe đường 2 chốc pháo còn lại, buộc lòng phải lánh nạn rồi tức tốc đưa pháo 2 cắm thẳng. Mặc dù nước cờ này Từ Dùng Phong có thể gây ra chút ít tâm lý hoang mang cho đối thủ, nhưng rõ ràng tác dụng về lâu về dài, cách thức phát triển để định cuộc thức còn rất gian nan. Nếu như đứng án binh bất động chờ thời quá lâu không phải là cách hay, cũng như mở ra một hướng tấn công mạnh mẽ thẳng vào giữa trung lộ hoàn toàn là vô phương. Đò còn quá nhiều căn, chưa kể rằng quân pháo lộ biên này cũng có một phần nào hỗ trợ. Cho nên Lưu Tuấn Đạt đánh giá tình hình, lập tức đưa xe để xuất sơn. Từ lúc này quyết định thay đổi hình thế trước mắt, điều chủ lực để kích đấu ngay. Họ Lưu như hà hê lòng dạ, tấn xe một để đổi ngang, từ lúc này buộc phải theo pháo. Và là một cơ hội, Lưu Tuấn Đạt hoàn toàn có thể cướp lại tiên cơ bằng cách lui xe ba nước, chốc thẳng vào ngựa. Chỉ cần một nước cờ nữa thôi, nếu như binh 7 tiến 1 để tạo căn, hoàn toàn có thể binh 5 tiến 1. Và lúc đó, đen tự dưng lại vất vả trong những nước cờ tiếp theo. Đó linh hoạt chủ lực, hoàn toàn có thể điều động sang cánh trái và tạo ra những sự ám ảnh kinh hoàng cho sông pháo Lâm Môn đi sâu vào trận địa này. Nhưng đối diện, Từ Dùng Phong đã chọn một cách thức giải quyết không thể nào phi lý hơn. Lấy pháo 4 bình 1. Từ đang làm gì vậy? Có phải là chiến ngựa đường bảy này đã mang tội phản pháo để mà phải bỏ mạng nơi xứ người? Vậy thì Lưu có thể nào tuốt kiếm để lấy mạng một cách đơn giản mà không ngoái nhìn về hình trận? Xe 4 bình 3. Lúc này là một cơ hội để đen có thể thi triển một loạt chiêu thức quỷ khốc thần sầu. Đầu tiên là dùng pháo 2 tiến 2. Chắc chắn nhiều người sẽ phải thắc mắc tại vì sao không đưa pháo lộ 1. Nhưng thực ra, sự biến chuyển hay thay đổi thứ tự này có một tác dụng rất lớn về sau. Để ngăn cản đòn pháo trùng, dĩ nhiên sĩ không thể nào dương. Đơn xe còn lại cắm thẳng và làm nhiệm vụ ngay. Bởi vậy, phải xuất thành thì lúc này đen lập tức sẽ vỗ mặt. Tới đây, lựa chọn đầu tiên của đỏ là bổ sĩ. Lập tức đen lao pháo để chiếu ngay buộc tướng thượng lầu 2, rồi đưa xe ra đường 2 vừa có thể ngọa sát, bắt buộc rằng sĩ phải hồi, lại cắm thẳng một mạch đưa tướng thượng tít lầu 3, và đơn giản xe lại hồi 1. Và tới đây đỏ hoàn toàn đã thấy được sự thất thiệt của mình. Một màn điệu hổ ly sơn vô cùng xuất sắc, ở trước chỉ cần bỏ lại một con ngựa ở cánh trái. Nhưng xem ra tác dụng liên công của sông pháo còn chưa kịp hình thành ở cánh phải này, chỉ qua một cái nháy mắt đã tam tử quy biên. Việc thiệt cả sông pháo là chuyện nhỏ, sát cục được hình thành cũng chẳng cách bao xa. Bởi vậy sẽ phải xem xét tới một lựa chọn ổn thỏa hơn. Sau khi đen vỗ mặt, đỏ lập tức phải bình pháo. Đây có vẻ là một lựa chọn tốt hơn, tại vì hàng ngũ chỉnh tề và đơn pháo thứ nhất này cũng vì thế mà toàn mạng. Cho dù đen tấn công có xoay sở trăm phương ngàn kế đi nữa, đỏ chỉ cần nhẹ nhàng bỏ lại một đơn pháo ở cánh biên và vẫn còn đó rất nhiều hy vọng. Nhưng thực ra, sau khi đen cắm pháo 1, buộc tướng thượng lầu 2, rồi vẫn điều xe vào đường cũ, vừa mai phục sát, buộc lòng pháo lộ 6 phải tức tốc di chuyển. Lựa chọn có thể là tiến 2, nhờ ngựa này tạo căn và tạm thời có thể linh động. Nhưng hình cờ này lại chất chứa một thủ pháp tuyệt vời. Đầu tiên là đen cắm xe, đưa tướng thượng tít lan can, rồi lúc này đưa xe về hai nước. Tại vì sao lại không dùng xe 2 thoái một chiều tướng và bức từ pháo, tạm thời có thể hình thành tam tử đồng biên? Nhưng đây sẽ là một cách hiệu quả hơn cả. Tại vì rõ ràng, đen đang còn ám phục đóng xe đường 4 để tốc sát ngay. Cho nên, một trong những lựa chọn có thể là rời tượng hoặc là thoái tướng. Nếu như lúc này rời tượng thì sao? Tại vì chỉ cần thí đi một tượng mở đường máu và chắc chắn đen rất khó để cầu công. Nếu như bình xe vỗ mặt, tướng vào giữa trung lộ, làm sao để có thể phát huy sức mạnh của sông pháo này?
Còn nếu như tiến C1, tướng lại quay đầu, mọi chuyện lại đâu vào đấy cả. Nhưng thực ra, đây là một thần chiêu, Đen lại dùng pháo hồi về ba nước. Vừa đoạt chốt, vừa còn ám phục rằng C2 tiến 1. Lúc đó chẳng phải đơn xe đường 3 sẽ mất mạng hay sao? Mặc dù biết trước vậy, nhưng oái âm của nước cờ này, Đỏ vô phương để chống đỡ, đành chấp nhận đau thương, mất trắng một chủ lực, và kiểu gì cũng tức tốc buông bàn cờ để nhận thua. Tại vì rằng lúc này cho hồi tướng thì vẫn vậy, xe vẫn tiến 2, tướng quay đầu thì pháo làm nhiệm vụ. Cho nên ở hình cờ này, người ta sẽ phải nghĩ tới một lựa chọn thứ hai, đưa tướng trở về cung, dần dần chỉ cần một nước cờ nữa, để cho việc pháo hồi về ba nước không thể nào phát huy tác dụng. Tại vì tới đây chỉ cần đưa tướng trở về hậu cung và thưởng hoa ngắm nguyệt. Nhưng thực ra, Đen vẫn vậy, binh sẽ lỗ ba để tiếp tục truy sát như thường, vừa còn ám phục tiến xe chiếu, và kiểu gì đơn xe này cũng phải mất mạng. Cho nên tới đây thì buộc phải khiêng tướng vào kinh đô, để cho Đen sau khi cầm chiếu sẽ có một phần nào nao núng hơn, nằm ngay chân tường, và khiến cho việc đổi ngang chủ lực sẽ được thực hiện chỉ trong một vài nốt nhạc nữa. Nhưng nếu như tới đây lại thoái pháo, chắc chắn là đơn xe này mất mạng oan, tại vì tường đã chẳng còn mấy tác dụng, pháo đường bay còn có hăm dọa một đồng đẳng ngược lại để tốc thắng ngay. Bởi vậy ở trước chỉ có thể là hồi sĩ, nhưng Đen vẫn vậy lại đưa xe giật về đạp chốt ngay tại cửa Hà. Tướng tấn thì xe này chiếu, rồi lấy pháo để tiêu diệt đơn xe. Còn nếu như sĩ dương thì mọi chuyện cũng chẳng khác là bao. Đơn xe này mất mạng một cách oan ức và vẫn hình thành ra một tàn cục lệ thắng đương nhiên và vạn phần đơn giản đối với Từ Sùng Phong. Có thể nói là một chiêu thức với liên hoàn kế rất hay, được Từ Sùng Phong đã vận dụng vô cùng xuất sắc. Đầu tiên là điệu hổ ly sơn, và chẳng mấy chốc mãn thiên quá hài để hình thành tam tử đồng biên. Nhưng cái tài tình nhất là sau một hồi vận chuyển thì đơn xe này nằm ở một vị trí tưởng chừng không thể nào xâm phạm, lại mất mạng mà chẳng hề cơ cầu được gì. Cho nên nước cờ này chắc chắn là một sự cân não giữa nhị vị. Lưu Tuấn Đạt hoàn toàn có cơ sở để phát giác, lần theo những manh mối ban đầu, dụng ý của đối phương bỏ ngựa mà xuất pháo đằng không là gì. Từ đó, sau khi vận dụng hết thần lực, anh kịp thời phát hiện ra, đưa sĩ hồi về cố thủ, ngăn cản một đòn tác oai tác quái của song pháo liên hợp như trốn không người này. Từ Sùng Phong vẫn tiến một để chiếu ngay, tượng thoái thủ, rồi pháo hai lại tiến hai để gây sức ép thẳng vào tượng. Bởi vậy, tượng ba đã tiến năm, và lúc này họ từ lấy pháo để tiêu diệt đơn sĩ. Tất nhiên, vẫn còn gây ra một sự hăm dọa trước mắt. Chỉ cần đưa pháo giật về ba nước, chiêu tướng và bức tử chủ lực, cho dù quân xe này đứng án binh bất động hoặc là đóng thẳng vào ngựa. Bởi vậy, lựa chọn của Lưu Tuấn Đạt là đưa tướng thượng lầu 2. Và một nước cờ đã chẳng thể nào bất ngờ hơn của Từ Sùng Phong. Đối diện việc, mã lộ 7 gần như đã vô căn, tại vì những nước cờ hung bạo vừa rồi chẳng thể nào triển khai. Nhưng anh đã vô tình chính thức dỡ bỏ toàn bộ hệ thống tiến công của mình bằng việc pháo 1 lại hồi 1. Tại vì thà rằng cứ để nguyên tại vị rồi tiến xe chiếu, bắt buộc rằng xe lộ 4 này thoái thủ và tìm một cơ hội khác, hoặc là binh 7 tiến 1 để tạo căn lấy ngựa. Còn nước cờ này anh chẳng há phải đã tự mình dỡ bỏ những điều hay. Trong khi đó, để phân tích một chút, chúng ta có thể biết được, nếu như lợi dụng không thành công vào sông pháo và đơn xe, từ gần như không hề còn bất kỳ một cơ hội nào. Cả sông ngựa đều đứng trước hiểm họa, mà việc tìm đường giải thoát đã khó khăn, đừng nói đến chuyện lập công trong tương lai. Cho nên lúc này thì Lưu đã dùng xe để diệt gọn một đơn ngựa đầu tiên, đắc quân chủ lực trước rồi tính sau. Kiểu gì thì họ Từ cũng cần tốn một vài nhịp nữa để có thể xây dựng lại hệ thống tiến công hung bạo như vừa rồi. Nhưng cái oái oăm và trớ trêu nhất là đây. Chỉ với một nước cờ tiếp theo nữa, Từ đã lao xe chiếu một mạch, tướng thoái thủ, rồi đưa pháo lộ 4 giật về ba nước. Lưu tức tốc buông bàn cờ để nhận thua. Tới đây thì anh mới có thể thấy ra cái quái gở trong dụng chiêu vừa rồi, đưa pháo lộ biên hồi về một nước. Đây là một mắt xích quan trọng trong hệ thống thiên la địa võng mà Từ đã sắp đặt
tưởng chừng như theo trật tự chẳng giống ai. Trong hình cờ rõ ràng, chỉ có một lựa chọn để giải thoát chủ lực lúc này là binh 5 phải tiến 1. Nhưng lúc đó chẳng há phải, pháo chỉ cần tiến 1 và bức tử hay sao, một sát cuộc chẳng thể nào ngờ tới được. Bị thua một cách chóng vánh và đơn giản tới mức đau đớn để ôm hận nghìn thu. Khi sầu thảm lệ xa thống khát, khi cô đơn kiếm bạt cuồng ca, chắc chắn đây là một bài học không thể nào quên đối với Lưu Tuấn Đạt. Phần bình luận hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và chúc các bạn sức khỏe.